Rồi sao? Rồi. Kìa cả nhà. Ồ, nồi nồi luôn đó. Câu nè. Ở đây một người nữa nè. Ừ. Để Diễn Tư qua, từ từ Diễn Tư qua. Quá sức cho nhà. Hello, chào cả nhà nha. Qua cho clip mình nha nha. Chúc cả nhà mới thật nhiều sức khỏe nha. Nay qua thằng em nữa cả nhà. Ba thằng em bên Cầu Quang nè, bây giờ đi văn lưới cá đồng trong nè cả nhà tối à. À, đó, ta lưới đồng trong. Gấu chào cả nhà các ơi. Hello, chào mấy gấu. Chào cả nhà. Hello, chào cả nhà. Đợi qua bên đây nè mới thấy. Ừ, thằng đang chào nè. Rồi. Rồi. Gối hả? Từ lưới lồng trong rồi nha. Anh cầm này đi. Đứng xuống đi gấu cho cha gửi cậu ba cái. Lồng ở đây chí, đây nè đi. Mày có cá không? Lấy ra nè. Lấy ra đem xuống luôn thiệt. Ừ, kéo xuống hả? Đó, gỡ cái đó. Trời ơi, lưới mà giặt giò hả? Thôi lấy lồng tông này cả nhà. Đó, lưới lồng tông nhỏ. Nhỏ xíu vậy. Quá nhỏ luôn. Sáng ngày em thay mấy ốc đi. Rồi. Rồi đây. Quăng vô tủ đi sáng mặn chứ giờ này tối hù mặn gì. Đó, đi theo chân mình đi văn lưới nha cả nhà. Lưới lồng trồng nữa nhà. Đó. Mở cái đèn lên nha. Đó. Nè, để cho coi cả nhà xem cái cả nhà. Lồng trồng nó nhỏ cỡ này nè cả nhà. Đó. À. Nó chớp chị đó cả nhà. Giờ này tối nó mới lên vậy nha cả nhà. Đó, hai anh em nó làm bánh nè, cục chèo với anh em. Trời ơi, nó nổi con bự bự không chí ơi. Anh em con của sư phụ nha cả nhà. Ủa, bọc qua bên đó hả chí hay bên đây chí? Vậy đó hả? Không xéo qua xéo lại được sao? Không. Nhân ngang vậy đó hả? Dỡ lên cái ngoài được. Trời, đâu dữ vậy không? Thấy đường cột không? Cột mối gỡ nghe, đừng có cột mối dao nghe. Thôi phát đi. Cái này dây này mà mối dao mới giết gì. Đừng đâu. Chậm ngược lên cái mắt này cái là nó hết ruột rồi. Đó. Đó. Rồi anh Thiện cầm cái dỡ lên cao lên được rồi. 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 Giờ anh cầm gì sao anh gỡ được? Gì vậy ta? Ủa vậy là tay này nó nói rồi. Nó rồi rồi nó nói lại rồi. Thôi ấy luôn đi. Không hết. Hả? Không hết. Nó ổn á. Tháo này ra. Gì tháo đó ra đi. Cái gì? Này nù nù lại đại đi không có ấy đâu. Ừ, thi hàm lắm cả nhà ơi nè. Nó chớp nè. Đó. Đó. Gọi không thấy. Để ngồi kế bên. Không thấy. Đó nó lội đó cả nhà. Nè anh Thịnh thu gì lại đi nè. Nô nô đại lại đi, hồi gỡ vậy. Nắm cái cọng trên đó, cọng đó. Nắm cọng trên này nè. Đó, nắm cọng trên đầu kia luôn á. Cọng á. Đó rồi đó. Ờ nắm cọng đang à. Nắm thu lên đó, anh Thiện. Ờ thu lên vậy đó. Trời ơi, gù nù đại điên hồi gỡ dễ ơi gỡ cái gì? Rồi vậy đó. Ồ nó vô mé nè. Nè nó chạy đó cả nhà nó. Này chắc ngoài sông vô hả chứ? Ngoài sông vô. Ừ. Quá sức luôn, nó chạy kìa. Hãy kìa. Lớn hết đi. Rồi đâu, đầu nào đâu. Bữa ai làm lưới mà. Rồi.
coi cột cột cái đầu lưới đó Thiện. Thấy đường cột không? Không, để qua đây cho nó, để gọi bên kia gọi qua cái chối ngay mắt. Rồi rồi hết ruột đó, rồi chí qua bên kia đi chí. Này nặng bụng rồi chứ mua bột thì chiên luôn hả? Quá đã cả nhà, thấy là thấy mê rồi đó mà không biết chín không. Quá đã hơn cái nhà. Quá đã cả nhà. Cái tay lưới ngắn hồi nãy thả cặp mé này luôn. Ai vậy? Dằn khoảng bao lâu cái? Cột bên đó, cột góc này cái đi qua góc bên đó à. Mắc vịn đó hả? Chín nhiều quá. Ai đâu chúng nào, chúng nào, chúng đầu đâu. Trời ơi, cá này gỡ mấy hồi dính cho tao gửi cho mày coi. Chúng đầu nè. Ừ, quá sức luôn cả nhà, nó chạy ở dưới rồi. Nè, nhỏ. Cho chân coi. Nè. Trời nghe chị Nam kêu bỏ xuống, nó bỏ nghe anh tự. Dở dở ca ca nó nãy. À, nó cả nhà nó chưa bỏ xưa lý xuống nữa cả nhà. Đó. Đó. Đang ở chừng những ngốc làm trúng cái đầu nha. Dần ngồi tới bên đó luôn cả nhà. Rồi. Hạ lưới đó cả nhà, thằng đang tránh đang. Rồi chưa? Rồi, thiện cái canh đợi, bởi quên từ từ đây. Rồi xuống. Rồi xuống. Rồi. Trời. Đó, hạ xuống là dính rồi cả nhà. Dính ừ, ừ kẻ dính kìa. Dính cái đang. Nè dính rồi. Hạ dính rồi cả nhà. Hạ xuống luôn rồi, hạ xuống luôn. Ừ. Hạ gì đó. Đó. Dính rồi. Đó, ừ, dính à? Đó. Ừ. Chút ta lưỡi đó kéo xéo đó cái. Ồ ồ ồ nó. Bự bự không ở nhà ơi. Đó. 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 Vô vô chổng đi. Ồ. Quá đã cả nhà, dính trắng lưới hết trơn một hồi mà mặc sức mà gỡ. Rồi đây để vòng qua bên đó cái rồi. Chút cái xéo là lớn ngắn nó xéo là cũng dính ra đó chứ. Sát mé nè. Nhóm mình nha. Chị nhóm mình chứ. Nó dính ra cả nhà nó lồi đó, nó. Bây giờ tôi đang là mũi cắn nó coi. Cái gì? Đặng dính quá dính hả? Quá dính thiệt cả nhà. Dạ. Trắng lưới luôn á. Để vòng qua bên này. Bên này nó là dính quá dính. Hồi thằng đầu kia nó hồi dính quá dính. Chạy lại lo chạy không. Nè, nhóm nhẹ lên cho các bạn coi cái nè. Nó là cái. Nó không cả nhà. Chạy đâu? Ừ. Để hỏi ra à. Để im hỏi ra à. Ủa, cá lóc. Cá lóc nó đây chứ. Có bài hả? Có. Vô rau muống này hết nè. Nè. Ờ con trai à. Thả mà thả ra này luôn Thiện ơi. Cặp mé này nè. Tay này gỡ muốn bệnh nữa. Vô một chút rồi gỡ cho mày coi. Cặp mé ba cái trà gần dưới đó đó. Trà hả? Ô trà không thôi đi. Thôi cây thì thôi khỏi luôn đi. Bên này dính dữ lắm nè cả nhà. Ôi quá trời luôn nè. Ừ nè đây một nồi kìa nè. Đó. Đó. Nhóm nhẹ lắm nè mới bệnh bệnh. Rồi. Rồi để đại lên luôn nha cả nhà. Hồi ra gỡ nha cả nhà ơi. Đó. Rồi đi cuốn lưới cả nhà ơi. Đó. Đi cuốn lưới nè. Rồi là nó cuốn nè cả nhà. Đó. Rồi sao? Rồi. Kìa cả nhà.
Ủa, nùi nùi luôn đó. Câu nè. Ở đây một người nữa nè. Để Diễn Tư qua. Từ từ Diễn Tư qua. Quá sức cho nhà. Ồ, trên giữa đó kìa. Trắng lứ luôn cả nhà. Đừng có la lên. Đăng, đừng có la lớn. Nắm dở lên được không Thiện? Dở lên cho nó cái chàng. Dở qua luôn đây luôn Thiện ơi. Cứ dở ca ca lên như vậy. Cá bự bự không cả nhà ơi. Này chừng 200 gram cái gì chế. Hết nè, quá nguyên nồi luôn rồi nè. Lưới lồng tông. Tại điện thoại gỡ nó ruột cái hả? Rồi gớt luôn rồi. Uống vậy. Nè, ở đây mấy một bàn nữa mà. Đây. Đây. Đó đầu cây nãy nè cả nhà. Đó đầu cây nãy nè. Mới lại chú ơi. Chú. Này ơi, lượm cầm vô đi. Dạ. Bệnh không có hả được? Không. Thấy được không? Vô khơi không giống như đó. Ừ. Ngoài này đâu còn đó thấy không? Hết trơn rồi. Qua cái mương nhỏ đó dám có chứ. Nhỏ lừ lắm chứ mất. Ừ. Rồi mở hết ra luôn rồi. Rồi, đi vô gỡ cái nhà. Không. Chú. Để đây đang. Bốn năm luôn vậy. Ừ. Hả? Ừ. Hồi đấy vậy. Hồi gom lại. Rồi để mình gỡ cả nhà ơi. Ở máy mình gỡ cả nhà. Gỡ luôn đi cả nhà ơi. Nè Thiện thâu lý cho quay ra. Nói gỡ cá cả nhà. Vũ vũ rồi văng ra cả nhà. Nè, lụm vô nè, đó, cá bự bự không đó nha. Quá trời một đàn với một con luôn. Lụm vô. Có giật. Ôi ô. Anh thấy cá nó anh cười kìa. Ra đây. Cá đâu Nhật? Cá đâu? Cá đó hả? Ẹ đó, ẹ đó. Dắt nó vô đi em. Vũ cái nó. Văng vô đầu nữa. Mà đó. Vũ nó vô. Chánh đi. Để đi hồi gom. Cái tôi cầm giữa thì cầm cho nó cá trứng không ở nhà. Trứng không à? Rồi Nhật ngồi đó thì không có được ra sức này đó. Đấy. Nhận đi vô. Rồi. Gỡ xong rồi cả nhà ơi. Đó, được nhiêu rồi cả nhà. Ơi nó ít. Để chứ nhát rồi. Nhát rồi. Nó chạy quá trời luôn mà được có nhiêu à. Thôi được rồi. Thôi cũng kết thúc clip tại đây luôn cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Nhiều con đủ rồi. Nhiều khô đủ được mẻ rồi.